Chào mừng quý khán giả đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Hôm nay là tiếp tục có chương trình khuyến mãi Hanco. Mình giới thiệu cho anh em một cái máy phay mini cầm tay của Hanco, công suất là 500W, giá đang khuyến mãi chỉ còn có 640 ngàn thôi anh em. Lúc trước cái con này nó mắc lắm nha, tới 700 mấy lần đó nha. Lúc trước cái con này anh em biết không, nó 740 á, 740. Cái thời điểm mà tăng giá là 740, còn trước khi tăng giá nó là 688 ngàn. 688 ngàn là từ khi mà khai trương cái cửa hàng luôn á anh em. Là mấy năm luôn á, rồi 688 mới rồi tăng giá lên là 740. Bây giờ khuyến mãi xuống còn 64, rẻ ơi là rẻ luôn anh em á. Đó, dòng này bán rất là chạy luôn, dòng này hàng công nghiệp ha. Đó, máy phay Inco hàng công nghiệp 500W, dòng điện 220 24 50 60 Hz, tốc độ quay từ 3 tốc độ quay là 33.500 vòng phút ha. Cốt là 6 ly. Anh em, cốt 6 ly hàng công nghiệp đây. Đó. Thì những anh em nào có nhu cầu phay cạnh rồi á thì mua con này ngon nè. Giờ chúng ta phay đó, trang bị thêm một cái cử rất là đẹp, rồi khóa ha, rồi đây có thêm một cái sơ mi nằm ở đây, và đây là cái máy, trang bị thêm một cặp cho thằng dự phòng anh em á, nó cặp cho thằng dự phòng đây, rất là đẹp luôn anh em á, hàng của Inco dòng cực kỳ đẹp. Công tắc on off nằm ở đây ha. Đó. Hàng công nghiệp thì anh em nó xài nó bền lắm. Cử đây, cái cử nè, lên xuống ha, để chúng ta cắt mép. Này đúng ra mình cắt mép anh em ha, để ngay mép cạnh này nè, ngay mép nè, chúng ta cắt hoặc nó bo ha. Đó, cắt mép này nè, đưa mép ha. Đó, ngon lành luôn. Ok cái thang thì ta thay ở đây nhá, còn cái này thì ta định có lăn nâng lên xuống nè, xả ra anh em, nâng lên xuống ha. Ồ, xả ra thì con lăn nè, không có lăn nha anh em, cái này không có lăn nha, không có lăn lên xuống được nha. Đó, đưa lên xuống vậy thôi đó, đưa lên đưa xuống vậy thôi ha, không có con lăn này, tựa gì ta, tựa mình đẩy nó không có lăn nè nha, bình thường đó. Ở đây thì nó có cái vạch đây nè ha, vạch này mà lên xuống bao nhiêu nè anh em, từ đây thì nó có những rãnh này nè ha, từ 10 cho đến 30, độ sâu từ 10 đến 30 đây nè nhá, đó là độ sâu mà chúng ta chỉnh nha. Rồi rồi, ok ha, 640 ngàn cho cái con máy phay mini của hãng Inco, giá đang rất là tốt luôn anh em ha. Đây là cái giá tại cửa hàng nha anh em, chưa cần phí ship á, anh em tỉnh thì luôn làm cộng thêm phí ship hàng nha, chứ không có bao phí ship. Rồi, cảm ơn em nha. Xin chào, hẹn gặp lại.